Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Art World Thế giới Nghệ thuật. Thưa quý vị và các bạn, trong nhóm nhạc cụ thuộc bộ kèn gỗ thì ngoài flute và oboe, chúng ta không thể không nhắc tới cây kèn clarinet, và thậm chí loại nhạc cụ này còn được mệnh danh là ông vua của kèn gỗ. Trong phần đầu tiên của chương trình, hãy cùng chúng tôi thưởng thức những âm thanh đầy cuốn hút của clarinet để cùng lý giải được vì sao nó lại có một sức mê hoặc đến như vậy. Quý vị đang được thưởng thức những giai điệu đầy mê hoặc được phát ra từ cây kèn clarinet. Nếu như cây flute và các kèn oboe, basson đã có chỗ trong dàn nhạc giao hưởng khoảng vài trăm năm, thì kèn clarinet lại xuất hiện trong dàn nhạc giao hưởng vào cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19. Kèn clarinet thì du nhập vào Việt Nam khi mà những tốp kèn khá là lâu đời rồi, từ những năm 19 khoảng những năm 1930-40, khi mà có những tốp kèn của Pháp và Việt Nam để phục vụ cho những nghi lễ thời bấy giờ. Và sau đó thì những cái đội kèn này đã trở thành những cái lực lượng đầu tiên, và sau đó trở thành những cái nhóm kèn, cái cơ quan âm nhạc đầu tiên ở Việt Nam. Có thể cảm nhận được âm thanh của kèn clarinet không mảnh mai cao vút như tiếng sáo flute hay trầm sâu như fagot, mà nó có sự linh hoạt, trong trẻo và đầy tình cảm. Clarinet mang rất nhiều âm vực phong phú và đa dạng. Ở khu âm trầm, âm sắc của clarinet dày dặn và âm vang, âm khu cao lảnh lót và thơ mộng. Trong dàn nhạc, clarinet thường hay được giao độc tấu, có nhiều đoạn rất nổi tiếng, chứng tỏ những khả năng ưu việt của cây kèn. Nó cũng thường hay đảm nhiệm những giai điệu đẹp, du dương, giống như tiếng tiêu thôn dã. Cái biểu cảm của clarinet là nó rất rộng, và cái âm thanh của clarinet nó cũng biểu cảm được rất là nhiều những cái tình cảm của con người. Có thể biểu cảm được cái tình cảm trầm tư này, đau khổ này, đau thương, hoặc là những cái tình cảm lãng mạn bay bổng, hoặc là những cái tình cảm giận dữ. Nghĩa là nó rất là nhiều những cái sắc thái đa dạng. Thế cho nên, và cái hơn nữa là cái kỹ thuật của clarinet ấy, là người ta có thể chơi được rất nhanh, nghĩa là nó chỉ nhanh kém piano và violon một chút thôi, còn nhanh hơn bất kỳ một loại kèn gỗ nào khác. Khi nhắc đến clarinet, có thể nhiều người sẽ nghĩ ngay tới cây kèn oboe bởi chúng có hình dáng khá giống nhau. Tuy nhiên, âm thanh của hai cây kèn này cũng có sự khác biệt. Cái âm thanh của kèn oboe là cái âm thanh nó cao và hơi chói. Mặc dù là oboe cũng chơi những cái nhạc rất là lãng mạn, cực kỳ lãng mạn, cực kỳ đẹp. Thế nhưng mà nó lại không có được những cái âm trầm, mà nó gọi là những cái âm nó trầm nặng và đầm như là clarinet. Thế và những cái âm cao của oboe thì cũng lại rất chói tai, và nó không vang, không sáng.
Đấy, và kỹ thuật của kèn oboe thì dường như là nó có thể không chạy nhanh được bằng, cái tốc độ nó không nhanh được bằng clarinet. Đấy thì cái đặc điểm phân biệt chính là như thế. Clarinet còn được dùng để thể hiện những tình huống bi kịch hoặc mang màu sắc hoang tưởng và thần bí. Loại nhạc cụ này cũng có thể đạt tới một trình độ kỹ xảo tuyệt vời, chơi được những đoạn chạy lướt và những hợp âm bất thường, hóc búa nhất. Chính sự đặc sắc trong âm thanh đó đã khiến cho những ai từng được nghe tiếng kèn này có cảm giác như được trò chuyện với tiếng kèn, bị chìm đắm theo những giai điệu lúc sôi nổi hào hùng, lúc trầm lắng và đầy cảm xúc của nó. Kèn clarinet là một kèn nhạc cụ tuyệt vời. Nó là nhạc cụ rất là thể hiện cái nội tâm. Tại vì bản thân cái nhạc kèn clarinet nó là bằng gỗ, lại thuộc thể loại nhạc kèn gỗ. Cho nên là cái âm thanh của nó cũng rất là ấm. Thế và nhạc clarinet thì đàn kèn clarinet thì nó cái âm vực của nó rất vừa với cả giọng của con người. Thế nên nghe nó rất là gần gũi. Riêng cái kèn clarinet ấy, thì nó là một cái kèn mà rất sâu lắng. Rất sâu lắng và nhiều lúc ấy thì tôi có cảm giác như là nghe thấy tiếng gió xào xạc ở đâu đó. Cũng như nhiều lúc thì tôi như là nghe thấy cái tiếng mà tâm sự hoặc là một cái cảm xúc rất là thầm kín và rất là sâu của con người. Cũng như là lúc thì nó rất là vui vẻ và cái kèn clarinet nó thể hiện được rất là nhiều cung bậc cảm xúc. Thưa quý vị và các bạn, chính những giai điệu của clarinet đã chinh phục được trái tim của biết bao người nghệ sĩ. Và Trần Khánh Quang cũng là một trong những nghệ sĩ bị sức hấp dẫn của cây kèn này mê hoặc. Và trong phần tiếp theo của chương trình, hãy cùng chúng tôi thưởng thức những giai điệu đầy cuốn hút của clarinet dưới sự thể hiện của người nghệ sĩ trẻ này. Trần Khánh Quang thì cái kèn clarinet là vật bất ly thân. Và gần như là anh xuất hiện ở đâu thì tôi cũng đều thấy cây kèn và chiếc hộp kèn của anh ta cả. Đến với clarinet từ năm 14 tuổi như một cái duyên, người nghệ sĩ trẻ Trần Khánh Quang đã bị những âm thanh của cây kèn này chinh phục, để rồi dần gắn bó và đam mê với loại nhạc cụ này. Trong suốt quá trình học tập, anh đã gặt hái được rất nhiều thành tích xuất sắc, cũng như giành được nhiều học bổng trong nước và quốc tế. Năm 2006, anh giành giải nhất cuộc thi kèn hơi châu Á cùng nhóm ngũ tấu trẻ Hà Nội. Năm 2011, anh xuất sắc giành học bổng toàn phần của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam cho khóa học thạc sĩ 2 năm tại Hoa Kỳ. Tháng 1 năm 2013, anh đã hoàn thành xuất sắc khóa học thạc sĩ biểu diễn kèn clarinet tại Đại học Temple, thành phố Philadelphia, nước Mỹ. Ngoài công việc giảng dạy tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Trần Khánh Quang còn là bè trưởng kèn clarinet trong rất nhiều dàn nhạc trong và ngoài nước. Âm thanh của cây kèn clarinet thì ấm ở âm vực dưới và rất là sáng ở âm vực trên. Thế thì nó có thể diễn tả được rất nhiều những cái trạng thái cũng như là cảm xúc cũng như là những cái giai điệu khác nhau tùy thuộc vào cái yêu cầu của bản nhạc. Đấy, do vậy mà mình cảm thấy rất là thích. Theo tôi nhớ thì ngày xưa anh Trần Khánh Quang lúc mà anh còn đi học, ngày nào cũng tập có lẽ là phải 6 đến 7 tiếng kèn. Và đối với những cái nhạc cụ khác thì như là piano thì 6 7 tiếng cũng đã là rất rất nhiều rồi. Những giai điệu du dương trầm bồng được phát ra từ cây kèn clarinet của anh luôn khiến cho người nghe cảm thấy mê đắm và tràn đầy cảm xúc. Trong mỗi phần biểu diễn của mình, anh luôn mang tới cho khán giả những cảm xúc khác nhau. Như trong bài biểu diễn này của anh,
khán giả đã bị chìm đắm trong một không gian nghệ thuật đậm chất Pháp. Những giai điệu êm dịu, chậm rãi khiến cho người nghe như đi lạc vào một vùng thôn quê của nước Pháp, nơi có những bãi cỏ xanh, những cô thôn nữ duyên dáng cùng tiếng xào xạc và vi vu của những cơn gió làm lay động những ngọn cây. Cũng có lúc, anh lại đưa người nghe đến với những giai điệu dồn dập bằng những kỹ thuật thổi hơi và chạy ngón hết sức phức tạp và điêu luyện, khiến cho người nghe như bị cuốn vào tiếng chạy dồn dập của đàn ngựa trên thảo nguyên, hay liên tưởng đến hình ảnh lũ trẻ vui đùa với nhau nơi đồng cỏ. Hay như khi kết hợp với những nhạc cụ khác cũng thuộc bộ kèn gỗ, clarinet càng chứng tỏ được khả năng ưu việt của mình khi thể hiện được những âm thanh từ trầm lắng dịu dàng đến réo rắt và bay bổng. Với bản nhạc này, người nghe được bước vào thủ đô Paris hoa lệ ngày xưa với nhịp sống đầy sôi động, những buổi dạ tiệc xa hoa và diễm lệ của các vị vua chúa trong cung điện. Mình cảm thấy là cái giai điệu kèn này mình thấy nó khá sâu lắng và nó truyền đạt cái cảm xúc của người chơi. Mình cũng được cái hiểu theo và cuốn theo. Ngay từ bắt đầu nó hơi khó nghe nhưng mà dần dần thì mình sẽ bị cuốn vào trong đó. Được mệnh danh là vua kèn gỗ, clarinet muốn người thổi kèn cũng phải xứng tầm với sự phong phú, đẹp đẽ và linh hoạt của nó. Bởi vậy, để chơi được loại kèn này, đòi hỏi người nghệ sĩ phải thực sự có tình yêu mạnh mẽ và sự kiên trì khổ luyện qua từng ngày thì mới có thể mang hết những cái hay, cái đẹp của cây kèn này lên sân khấu. Quý vị và các bạn, với đặc tính âm thanh ưu việt của mình, clarinet đã có một sức hấp dẫn rất đặc biệt với những ai từng có cơ hội được thưởng thức những giai điệu mà nó thể hiện. Hy vọng rằng trong 15 phút của chương trình đã giúp quý vị lý giải được phần nào vì sao loại nhạc cụ này lại được mệnh danh là ông vua của kèn gỗ. Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.